Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Venezuela. Chính quyền tại Venezuela bắt giữ 15 nghi phạm liên quan tới vụ âm mưu ám sát Tổng thống Maduro. Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Venezuela là ông Tarek William Saab mới đây cho hay, lực lượng hữu trách của quốc gia này vừa bắt giữ 15 nghi phạm với cáo buộc liên quan tới kế hoạch mang tên Vòng tay trắng nhằm ám sát Tổng thống Nicolas Maduro và các giới chức chính quyền khác các nghi can bị bắt giữ còn liên quan tới 5 âm mưu khủng bố và kế hoạch ám sát tổng thống đã bị bắt giữ và bị buộc tội về khủng bố, phản quốc, âm mưu với chính phủ nước ngoài, cũng như tiết lộ bí mật quân sự. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Saab khẳng định, trong số những người bị bắt giữ, có giám đốc tổ chức phi chính phủ là Control Sio Dano và bà Rocio Samuel bộ trưởng bộ tư pháp của venezuela nhấn mạnh rằng bà samuel hoạt động như một gián điệp và là người chịu trách nhiệm điều phối thông tin liên lạc trong kế hoạch mang tên vòng tay trắng cùng với đó ông saab cho rằng việc chính quyền venezuela bắt giữ bà samuel không phải là một hành vi cưỡng ép dẫn tới mất tích Liên quan tới sự việc này, chính quyền Venezuela vào ngày 15 tháng 2 đã đình chỉ hoạt động của Văn phòng Nhân quyền Liên hiệp quốc tại Caracas, sau khi cao ủy của Liên hiệp quốc về nhân quyền là Volker Türk bày tỏ sự lo ngại và mô tả việc bắt giữ bà Samuel là một vụ cưỡng ép dẫn tới mất tích. Tại cuộc họp ban điều hành liên bang đảng dân chủ cơ đốc giáo của Đức mới diễn ra, chủ tịch quỹ ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tuyên bố sẽ ứng cử nhiệm kỳ chủ tịch EC lần thứ hai. Bà von der Leyen 65 tuổi, nhận chức chủ tịch quỹ ban châu Âu từ tháng 12/2019. Cho đến nay, nhiệm kỳ của bà chủ yếu được định hình bởi cuộc khủng hoảng Covid-19 và cuộc xung đột ở Ukraine trong thời kỳ đại dịch, Ủy ban châu Âu đã tổ chức việc mua sắm chung vaccine phòng COVID và thiết lập một chương trình xây dựng lại nền kinh tế châu Âu. Liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, Ủy ban châu Âu có trách nhiệm rất lớn trong việc tổ chức hỗ trợ Ukraine và đề nghị các gói trừng phạt chưa từng có chống lại nước Nga. Vị trí chủ tịch Ủy ban châu Âu phải được bổ nhiệm sau cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới đây. Theo quy định, một ứng cử viên thuộc đảng có kết quả bầu cử tốt nhất sẽ được bổ nhiệm vào vị trí này. Theo các cuộc khảo sát hiện tại, nhóm đảng nhân dân châu Âu đang dẫn đầu. Do đó, rất có thể bà von der Leyen sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị chủ tịch ủy ban châu Âu một nhiệm kỳ nữa. Thưa quý vị, ban điều hành liên bang đảng dân chủ cơ đốc giáo của nước Đức đã đề cử bà làm ứng cử viên hàng đầu của đảng trong cuộc bầu cử châu Âu sắp tới đây. Trở lại với châu Âu, một viên phi công người Nga từng trốn thoát sang Ukraine vừa bị bắn chết ở Tây Ban Nha. Hãng thông tấn AFP trích dẫn các báo cáo trên các phương tiện truyền thông địa phương mới đây cho hay, Maxim Kuzminov, 28 tuổi, một viên phi công lái trực thăng người Nga đã đào tẩu sang Ukraine, được phát hiện là đã chết. Địa điểm xảy ra sự việc này được cho là thị trấn Valajosa ở thành phố Ascante của Tây Ban Nha, là một khu vực nổi tiếng với du khách thi thể của người này được phát hiện tại một bãi đậu xe bên dưới một khu chung cư. Giới truyền thông địa phương đưa tin, viên phi công nói trên đã bị những tay súng không rõ danh tánh sát hại bằng 12 phát súng. Một chiếc xe hơi bị cháy được phát hiện ở thị trấn El Campalo gần đó. Cảnh sát của Tây Ban Nha ban đầu cho rằng vụ nổ súng này liên quan tới các băng nhóm trong khu vực. Nhật báo The Kiev Independent đưa tin, viên phi công có tên là Kuminov đã lái chiếc máy bay vượt biên giới sang Ukraine hồi tháng 8 năm ngoái khi đang thực hiện chuyến bay giữa hai căn cứ không quân của Nga. Người này khi đó có nhiệm vụ vận chuyển các bộ phận của máy bay chiến đấu Sukhoi-27 và Sukhoi-30. Ông Kirilo Mudanov, là giám đốc cơ quan tình báo quân sự của Ukraine, cho hay các tình báo viên của ông đã thuyết phục viên phi công nói trên hãy trốn thoát trong một chiến dịch phức tạp kéo dài 6 tháng. Trước đó, gia đình của người này đã được đưa ra khỏi nước Nga. Nhật báo Ukraine Kaya Pabda trích dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho hay, bạn gái cũ của viên phi công nói trên đã tìm thấy thi thể của ông. Còn ông Andrew Yusov là phát ngôn viên của HA, nói rằng cơ quan này xác nhận tin tức về cái chết nói trên, thế nhưng từ chối không cho biết viên phi công đó có bị sát hại hay không, hoặc là nếu có thì ai có thể phải chịu trách nhiệm cảnh sát của Tây Ban Nha chưa bình luận về tin này. Trong khi đó, một số nhà bình luận quân sự thân cận với Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, các báo cáo về vụ giết viên phi công Kuminov là do cơ quan tình báo của Ukraine dàn dựng lên. Bulgaria hoãn vận chuyển 100 xe bọc thép cho Ukraine sau khi Bộ Quốc phòng của nước này yêu cầu NATO phải trả chi phí vận chuyển. Oratif dẫn lời nhà lập pháp và giới chức của Sofia, Tal Ivelo một nhà lập pháp thuộc Chính phủ Liên minh Cầm quyền nói với Eurotik rằng Bulgaria có thể giúp cho Ukraine rất nhiều, nhưng việc này bị trì quản do bộ máy quản lý của Bộ Quốc phòng Bulgaria không hoạt động một cách tối ưu. Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria là Tudor Tagarev từng tuyên bố trước đó rằng hoạt động giao xe bọc thép cho Ukraine đã bắt đầu. Để trả lời, Bộ trưởng Tagarev nói rằng sự chậm trễ là do Sofia đang kiểm tra xem liệu các đồng minh NATO có thể tài trợ cho công tác vận chuyển hay không. Được biết, vào 18 tháng 2, ông Tagarev đã nói với đài phát thanh Vienna rằng đây không phải là hoạt động vận chuyển đơn giản vì cần dùng đến rất nhiều những đoàn tàu. Bộ trưởng Tagarev giải thích rằng công tác hậu cần này rất phức tạp và Ukraine trân trọng những nỗ lực của Bulgaria sau sự do dự ban đầu, Bulgaria ngày càng thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine. Bộ Nội vụ Bulgaria trong năm 2023 đã ký thỏa thuận cung cấp 100 phương tiện cũ trong kho cho Ukraine. Tới tháng 12 năm 2023, Quốc hội Bulgaria phê chuẩn thỏa thuận này. Quyết định của Quốc hội Bulgaria không chỉ bật đèn xanh cho việc chuyển giao xe bọc thép, mà còn cả tên lửa phòng không thời Liên Xô. Châu Âu sẽ mất tới tiền tấn nếu không có nguyên liệu nguyên tử đến từ nước Nga. Ông Rafael Gossi, là người đứng đầu cơ quan nguyên tử năng quốc tế, cho biết rằng khối hiệp châu Âu phụ thuộc vào việc cung cấp uranium của Nga và việc trừng phạt ngành công nghiệp này của nước Nga sẽ là điều không thực tế. Lời tuyên bố nói trên được ông Rossi đưa ra bên thềm cuộc họp của các vị ngoại trưởng thuộc khối hiệp châu Âu về vấn đề chương trình làm giàu nguyên tử của Iran. Trước đó, một số quốc gia thành viên của khối Liên hiệp Châu Âu đã đề nghị mở rộng lệnh cấm vận của khối này đối với nhiên liệu nguyên tử đến từ nước Nga. Tập đoàn năng lượng nguyên tử của Nga có tên là Rosatom sở hữu gần 50% lượng uranium toàn cầu và chiếm gần 36% lượng uranium xuất cảng của thế giới vào năm 2022. Hiện nay, Rosatom đang xây dựng hơn 20 lò phản ứng nguyên tử trên khắp thế giới, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và các quốc gia thành viên của khối châu Âu cho tới Ai Cập, Trung Cộng cũng như Ấn Độ. Hồi tháng 11 năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ đã ghi nhận một thực tế đáng lo ngại, đó là gần 20% lượng nhiên liệu nguyên tử được sử dụng bởi các nhà máy điện của Hoa Kỳ đều đến từ nước Nga. Phụ tá Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ là Catherine Hub cho rằng, Chính phủ Hoa Kỳ hãy nên chấm dứt sự phụ thuộc vào uranium của Nga vì vấn đề an ninh quốc gia và ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu là điều quan trọng. Cũng có tin về kế hoạch của Hoa Kỳ cấm nhập cảng uranium của Nga bắt đầu từ năm 2028. Cũng theo ông Rossi, thì những quyết tâm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nguyên tử của Nga sẽ khiến cho khối hiệp châu Âu tiêu tốn tới hàng tỷ mỹ kim và điều này khó có thể xảy ra. Ông cũng lưu ý rằng nhu cầu của toàn thế giới về uranium đã được làm giàu, đang thực sự tăng lên. Vào ngày 20 tháng 2, cảnh sát Ý đã khám xét nhà của 18 người Bắc Phi bị nghi ngờ có liên quan đến tay súng Hồi giáo sát hại hai cổ động viên bóng đá Thụy Điển ở Brussels, Bỉ vào tháng 10 2023. Tuyên bố của cảnh sát quốc gia và cảnh sát thành phố Bologna cho biết, các đối tượng trên bị nghi ngờ đã liên lạc trực tuyến với Abbas Salem, La Suez, thủ phạm vụ tấn công vào nhóm cổ động viên bóng đá Thụy Điển. La Suet là công dân Tunisia, sống tại Ý từ năm 2012 đến 2016. Theo cảnh sát, các đối tượng này đã có nhiều bài viết trên mạng xã hội với những nội dung đặc trưng các giáo phái cực đoan. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2023, La Suez đã nổ súng vào một nhóm cổ động viên bóng đá Thụy Điển khi chiếc taxi chở họ đi qua đại lộ Brest trên đường đến sân King Baduin, nơi diễn ra trận đấu dòng loại Euro 2024 giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển Thụy Điển. Sự gì khiến cho hai người trên xe thiệt mạng? Sau vụ tấn công, kẻ sát nhân đã sử dụng mạng xã hội có tên nickname là Slayem Sluma để khoe khoang về vụ giết người và đã bị cảnh sát bắn hạ tại một quán cà phê ở khu Sharpric tại nước Mỹ một ngày sau đó. Một phụ nữ không rõ tại quốc gia nào giả vờ mang thai tới 17 lần để lừa lấy tiền trợ cấp. Theo trang tin Audi Central, thì một phụ nữ có tên là Barbara Iole, 50 tuổi, đã giả vờ mang thai tới 17 lần trong suốt 24 năm để nhận được 120.000 Mỹ Kim tiền trợ cấp và được nghỉ thai sản suốt nhiều năm. Trong đó, bà khai rằng bà đã sinh ra 12 đứa trẻ, nhưng 12 đứa trẻ này bị sinh non và đã qua đời. Ngoài ra, năm đứa trẻ khác có tên là Benete, Angelica, Abano, Letizia và Ismael đã được sinh ra khỏe mạnh. Thế nhưng trên thực tế, không có hồ sơ nào ghi nhận năm đứa trẻ từng chào đời và chưa ai thực sự nhìn thấy năm đứa trẻ này. Bà Barbara được cho là sinh đứa con út vào tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, cơ quan hữu trách tuyên bố bà đã bị theo dõi trong suốt thời kỳ mang thai và họ khẳng định rằng họ có bằng chứng là bà chưa từng mang thai. Việc mang thai giả được bà Barbara thực hiện từ năm 2000. Mọi chuyện chỉ kết thúc vào năm 2023 khi các thanh tra viên chú ý tới lần mang thai thứ 17 của phụ nữ này và họ đã bí mật điều tra cũng như thu thập các bằng chứng. Kết quả cho thấy người này chưa từng mang thai thực sự lần nào. Ông David Pizzinato, 55 tuổi, là bạn trai của bà Barbara, thừa nhận rằng ông biết là bà đã mang thai giả kể từ năm 2012, thời điểm mà hai người bắt đầu quen nhau. Ông bị cáo buộc là đồng phạm trong sự việc này, thế nhưng đã ra làm chứng để chống lại người bạn gái của ông với hy vọng là ông sẽ được giảm án. Để tránh bị thẩm vấn, bà Barbara còn xuất trình hai giấy khám sức khỏe để chứng minh sức khỏe yếu Tuy nhiên, người này vẫn phải đối mặt với án tù vì tội gian lận tài chính và gian lận danh tính cùng nhiều tội danh khác. Tỷ lệ sinh ở New Zealand giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm. Tỷ lệ sinh phản ánh số lần sinh trung bình trong đời của người phụ nữ. Tại New Zealand và nhiều quốc gia trên thế giới, con số này liên tục giảm trong những năm gần đây. Số trẻ sinh ra trong năm 2023 ít hơn 1932 so với năm trước số ca sinh được ghi nhận thấp nhất trong 20 năm, dù số lượng phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 49 tăng 3%. Số lượng phụ nữ nhiều hơn, cộng thêm việc sinh ít hơn, dẫn đến tỷ lệ sinh đạt mức thấp kỷ lục, còn 1.56 ca cho một phụ nữ. Và năm 2022, tỷ lệ này là 1.66% và mức trung bình nhiều năm trước là 2.1. Rebecca Hennessy, Nhà phân tích về dân số cho biết, sự giảm mới nhất phản ánh xu hướng quy mô gia đình trung bình nhỏ hơn và tỷ lệ không có con ngày càng tăng. Mặc dù tổng tỷ suất sinh cũng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về độ tuổi sinh con. Độ tuổi trung bình của những người sinh con ở New Zealand là 31.3 tuổi và năm 2022 là 31.2. Kể từ năm 1999, độ tuổi này vẫn ổn định ở mức khoảng 30 so với những năm 1970 khi độ tuổi trung bình là gần 25. Hanafy cho biết, nếu phụ nữ bắt đầu sinh con muộn hơn, họ có thể sinh ít hơn. Theo nhà phân tích này, khoảng cách tuổi tác giữa các con cũng có thể dẫn đến tình trạng tỷ lệ sinh ngày càng thấp hơn.